Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Nga đã mở màn cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi chế độ Xô Viết sụp đổ gần lãnh thổ của Bắc Kinh. Quân đội Nga đã chính thức mở màn cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi Liên minh Xô Viết sụp đổ vào thứ Ba ngày 11 tháng 9 gần đường biên giới Trung Quốc với sự tham gia của hơn 300.000 binh sĩ. Màn diễn tập lần này sẽ bao gồm sự góp mặt của các binh sĩ đến từ Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên mà Nga và Trung Quốc cùng tổ chức tập trận quân sự. Cuộc tập trận mang tên Vostok 2018 là một dấu hiệu cho thấy hai bên đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và đồng thời là một lời nhắc nhở đối với Bắc Kinh rằng Moscow luôn sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh thổ phía đông thưa thớt dân cư sinh sống. Cuộc tập trận Vostok 2018 diễn ra ngay vào thời điểm căng thẳng đang ngày một leo thang giữa Nga và các quốc gia Tây phương. Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO nói rằng họ sẽ phái chuyên gia tới giám sát màn diễn tập giống như tuyên bố trước đó của Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà Washington đang có tầm ảnh hưởng quân sự lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.